mời mọi người ghé nhà em đi chơi. Bước vào phòng khách với tiếng đàn dương cầm du dương, mọi người cảm thấy như thế nào? Phần không gian sinh hoạt chung nối liền khu vực ăn và bếp. Từ góc này có thể đọc sách và ngắm view sông, view pháo hoa xịn sò. Không gian này rất thoải mái cho gia đình nhiều thế hệ. Mời mọi người tham quan phòng ngủ chính với thiết kế phòng tắm mở và tủ quần áo ba cánh khá là to. Có ai nhận ra là căn nhà này có khá nhiều hộp tủ nhỏ để giấu những cái đồ linh tinh? Không gian rửa mặt và phòng tắm nối liền với nhau. Nếu mình cảm thấy hở hang quá, có thể dán kính cao lên một chút. Bên này là tủ đồ cho phòng master bedroom. Có luôn cái kiếng to bự để soi gương kìa. Và đây là view phòng ngủ nhỏ thứ hai. Căn này được cái là ba phòng đều có view rất là đẹp. Có luôn view sông, view biệt thự và sân qua bên. Không gian này là phòng đọc sách và phòng làm việc của cả nhà. Căn phòng có hệ tủ tối ưu được rất là nhiều đồ và tràn ngập ánh sáng. Phía sau là chỗ phơi đồ, có thể làm khu vườn nhỏ nhỏ xinh xinh xanh mát. Điểm nhấn là phòng tắm mặt trời đỏ. Có nhiều người lo rằng trên chung cư không có mảng xanh. Đây, đây này, đây nữa này. Và thích nhất là không gian bếp, có máy rửa chén, lò nướng, tủ lạnh hai cánh và đảo bếp rất là to. Căn này là 3 phòng ngủ, 2 toilet, 1 phòng đọc sách, 1 kho, diện tích 143m² với giá là 13 tỷ rưỡi. Hành lang khá riêng tư và yên tĩnh. Saigon Burn do đơn vị Savo quản lý. Không gian ở Saigon Burn khá là thoáng vì gần sông, gia chủ cũng không cần phải mở máy lạnh thường xuyên. Sống ở đây thì tinh thần thể dục thể thao nâng cao vì chiều chiều có thể chạy bộ hay đạp xe ở những công viên nhỏ ven sông. Về phần tiện ích thì cư dân khỏi phải lo, có cửa hàng tiện lợi, nhà thuốc. Có các quán cà phê, tiệm bánh và thương hiệu nhà hàng nổi tiếng. Saigon Burn còn có 2 trường quốc tế từ tiểu học đến cấp 3. Hãy inbox Amy để đặt lịch xem nhà nhé.